anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc. Cháu muốn mua một bồng hoa hồng để tặng mẹ cháu, nó nức nở, nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá hoa hồng đến 20 đồng. Anh mỉm cười và nói với nó, đến đây, chú sẽ mua cho cháu. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời, dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu. Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói, đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ. Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300 km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa. Lời bình, cha mẹ là thứ quý giá nhất trên đời. Hãy biết kính trọng và trân quý những giây phút khi còn cha mẹ. Đừng để đến lúc cha mẹ xuôi tay mới khắc ghi công ơn sinh thành, thì lúc đó mọi sự đã muộn màng rồi. Mùa Vu Lan báo hiếu đã đến, hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với cha mẹ, hai vị Phật sống trên đời.